Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda CRF 1100L of the Coptis 2020 lộ hàng sớm được ra mắt vào cuối năm nay tại các triển lãm ESPA 2009. Cái mẫu Adventure chủ lực của nhà Honda CRF 1100L of the Coptis 2020 có những cái sự thay đổi mạnh mẽ về mặt thiết kế lẫn ngoại thất, trang bị động cơ bên trong. Mới đây, những góc ảnh và thông tin mới về cái mẫu CRF 1100L of the Coptis 2020 bất ngờ bị rò rỉ trên các diễn đàn ô tô xe máy và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được cộng đồng mạng quan tâm hơn bao giờ hết. Ngoài những thay đổi mạnh mẽ về mặt thiết kế và động cơ, cái mẫu xe mới này có tới 4 phiên bản cùng được trang bị khác nhau cho những khách hàng dễ dàng lựa chọn. Xe sẽ chính thức trình làng tại các triển lãm mô tô quốc tế ESPA 2009 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Thiết kế ngoại thất Honda CRF 1100L of the Coptis 2020 sở hữu phong cách thiết kế mang đậm hơi hướng có dòng là Adventure với kỳ đông đặt cao, ra chén ngồi là khá cứng. Ở phần đầu xe với cặp mắt hoàn toàn mới được trang bị các công nghệ đèn pha dạng LED cho cái nhìn là sáng sủa và hiện đại hơn. Bộ khung cái viền phía trước cũng được các kỹ sư Nhật Bản thiết kế rất mềm mại với những đường cong nhẹ nhàng hướng tới cho cái mẫu xe mới này một cái vẻ ngoài không quá gồ ghề mà ta nhìn thấy. Tiếp đến là một cái kính chắn gió của cái chiếc CRF 1100L of the Coptis 2020 được tách rời so với cái phần mặt nạ trên và được nối với nhau qua cái càn đỡ hai cái chân kim loại khá là thời trang. Cản trước của xe cũng được sơn một cái màu vàng tương tự để phản góp phần mang tới cái sự trẻ trung cần thiết cho cái mẫu xe phân khối lớn đầy mạnh mẽ này. Honda áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế mới lên toàn bộ cái dãy sản phẩm Adventure của hãng, phong cách mới mẻ đầy tính năng động. Cái việc sở hữu một cái khoảng sáng ngầm xe cao ống xả phát thẳng lên trên trời với cái độ chốc lớn thì cái mẫu xe Honda CRF 1100L of the Coptis 2020 hứa hẹn sẽ mang đến một cảm giác off-road thật sự là ưu việt. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ thì cái mẫu xe này sẽ được giới thiệu tới công chúng với 4 phiên bản cùng với 4 trang bị hộp số khác nhau. Các hộp số trên cái chiếc Adventure này sẽ có cái tỷ số chìm cũng khác nhau để đem lại khách hàng một cái trải nghiệm là hoàn toàn mới mẻ. Ngoài ra, Honda CRF 1100L of the Coptis 2010 còn sở hữu cho mình cái động cơ nâng cấp hay mới với một cái dung tích 1084cc, tăng gần 100cc so với phiên bản trước đó. Điều này tuy không mang tới con số về cái công suất trên giấy tờ đầy ấn tượng. Cái khối động cơ 998cc trước đó cho ra cái công suất là 94 mã lực và cái khối động cơ 1084cc hoàn toàn mới cho ra 101 mã lực. Nhưng về mặt hiệu năng sử dụng chắc chắn sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để kiếm tiếp, nhớ like, subscribe.